giúp họ những chúng sanh trong thời mạt pháp có được tránh chi kiến có nghĩa là ông và tôi và những chúng sanh ngay bây giờ chớ không ai khác quý vị nên nhắc nhở thức tỉnh lấy mình tự mình phải có tránh chi kiến đức phật thích ca mâu ni lại dạy này A Nan, Như Lai đã giúp ông ra khỏi sanh tử, ông đã chấm dứt được sanh tử luân hồi, ông đã chứng được quả vị thứ hai của hàng A La Hán và ông đã biết được con đường đi đến quả vị thứ tư. Vì thế, qua kết quả công phu tu hành của ông có thể nói rằng ông sẽ vượt qua sanh tử. Nay ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật bây giờ quý vị phải lắng nghe lời phật dạy hãy thực hành những gì phật dạy và đừng quên bằng cách tôn trọng và vâng lời phật dạy thì quý vị mới có thể đền đáp ân sâu của chư phật báo đáp ân phật nghĩa là gì nếu chúng ta tôn trọng thực hành lời phật dạy thì đó là báo ân phật nếu chúng ta muốn đền đáp ân phật ta phải vâng lời đức phật đã dạy A Nan muốn báo ơn Phật, ngài cũng phải theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta nên vâng làm theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như các vị pháp sư đã dạy ta học tập kinh điển và đạo lý, đó là lý do từ đầu tôi yêu cầu quý vị phải tin thuận làm theo lời Phật dạy. Tôi không phải là Đức Phật nên tôi cũng vâng lời Đức Phật dạy, bất cứ việc gì chúng ta cũng không nên quên lời Đức Phật dạy. Kinh văn a nan như thị thập chủng thiền na hiện cảnh giai thị tưởng ấm dụng tâm giao hỗ cố hiện tư sự việt dịch a nan mười cảnh giới hiện ra trong thiền định như thế đều do tưởng ấm và tâm dụng công giao sen giảng a nan mười cảnh giới được giải thích nó chỉ hiện ra trong khi hành giả tu tập thiền định khi nỗ lực hết sức dụng công để đạt đến mục tiêu những cảnh giới này hiện ra từ đâu nó xảy ra đều do tưởng ấm và tâm dụng công giao sen do dụng tâm tu quán phối hợp tạo nên đó là những sự biến đổi xảy ra trong lúc tiêu trừ tưởng ấm như là kết quả của sự nỗ lực dụng công đến cực điểm khi quý vị dụng công tu tập đến mức tối đa trạng thái như thế này sẽ phát sinh nhưng khi nó phát khởi thì đừng dại nhận giặc làm con đừng bị mê lầm bởi những cảnh giới này khi các ông ngồi thiền sự nỗ lực dụng công quán chiếu giao sen với tưởng ấm tạo nên một bãi chiến trường như trong một cuộc chiến tranh nếu định lực của ông mạnh hơn thì tưởng ấm sẽ bị chinh phục, nhưng nếu tưởng ấm thắng, công phu định lực của ông yếu hơn và thất tán thì hành giả sẽ bị rơi vào cảnh giới của ma và 10 cảnh giới này sẽ xuất hiện